Ồ, có gì dưới kìa. Hả? Không thấy hả? Ờ, không thấy, để gọi cho thấy nha. Đây, Great Sauce. Review con này nha. Con này thì đã quá quen với mọi người rồi nha. Tập trước thì tôi cũng đã review cái con giáp này rồi, nhưng mà nó là phiên bản Dino Megazord nha. Con đó thì khá là nhiều người chê, nhưng mà theo tôi thì tôi thấy cũng tạm chấp nhận được. Thì đó là chuyện của con Megazord. Còn đây là chuyện của con khác. Con này là Ragazord nha. À, cái box cũng khá đẹp. Phía trước đó là nó được làm theo cái kiểu mà art á, art box. Phía sau chúng ta cũng có một cái bức tranh nghệ thuật ở đây nha. Mặt sau sẽ là những cái thành phần ở trong cái con Ragazord này. Đó. Và hình ảnh bên cái mặt bên hông này là hình ảnh hoàn chỉnh của nó nha. Và không quên thì hàng của tôi lúc nào tôi cũng bao bì cất một cách cẩn thận trong cái bao kính này nha. Bây giờ sẽ mở ra cho mọi người cùng xem. Cái con Ragazord này đối với tôi thì nó có hai kỷ niệm. Một kỷ niệm vui và cũng một kỷ niệm buồn. Một kỷ niệm vui á là lần đầu tiên tôi mua được cái con Ragazord này. Đó chính là con đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng mà thật sự là không may, vì khi mà nó về Việt Nam, nó chưa về Việt Nam rồi thì nó đã bị lưu vong ở nơi khác rồi. Cho nên là con này không phải là con đầu tiên của tôi mà là con thứ hai. Thì cuối video này tôi sẽ kể cho mọi người nghe về cái câu chuyện đó sau. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái con này ra. Cái này hơi lục. Cái mặt trước của cái con Ragazord này á, thì nó làm cũng đơn giản, nhưng mà không đơn giản ở chỗ là nó sẽ có một cái hình sấm sét ở đây. Hình sấm sét ở đây để cái kiểu mà nó hơi che nửa mặt á, khi mà để ở trong hay là kéo ra ngoài gì nó cũng ngầu cả. Cái mặt sau của nó đó thì nó được dập nổi nguyên cái hình con Ragazord này luôn nha. Nó nhám và nó nổi lên rất là đã nha. Bên hông này cũng vậy. Đó. Thì bộ này là của Hasbro sản xuất tại Việt Nam, ra mắt năm 2022 nha. Quên, còn cái này nữa. Bên trong quên giới thiệu với mọi người, ở trong chúng ta sẽ có một cái art, một cái bức tranh art ở trong đây luôn nha, cũng khá là nghệ thuật. Cây sáo này tôi khá là thích, nó là cây sáo cổ năm 1992 nha. Và nó cũng được full box luôn nha. Nó vẫn có âm thanh và nhạc, có những cái nút nè, những cái nút này bấm được. Rồi có cái nút này cũng là cái nút thổi sáo, bấm ra là có tiếng nhạc luôn. Đó, cái này thì nó bằng nhựa dẻo silicon, cũng rất là đẹp. Có cái miếng sticker này là bằng decal màu xanh nha, Made in Japan Nhật năm 1992 luôn nha. Tôi review khuyến mãi thôi chứ thật sự nó không phải là cái nhân vật chính của video này, nhân vật chính đây nha. Đó, bên trong chúng ta sẽ có một cái con rồng mà nó được đặt ở trong cái bịch giấy để bảo vệ môi trường chứ không phải là bịch ni lông giống như ngày xưa nha. Rồi, tôi sẽ lấy con rồng ra đầu tiên. Hai cái chân nè, đây là chính là cái điểm nhấn của con rồng nha. Hai cái chân nè, sẽ mở nó ra luôn. Cảm giác mình cầm trên tay nó khá là nhẹ. Nó hầu như nó bằng nhựa rất là nhiều nha. Khoảng 90% là bằng nhựa. Cái mẫu sóc thì kim loại rất là nhiều, cầm rất là nặng. Hoặc là cái mẫu Legacy thì cầm nó rất là nặng tay luôn. Bởi vì nó có những cái khớp nè, những cái thanh kim loại rất là to nặng. Còn con này cầm rất là nhẹ. Nhưng mà được cái thì cái nước mà si á, cái nước mạ vàng này nè, rất là bóng nha. Đó, mạ bạc trên đây cũng rất là bóng. Phần sơn thì hoàn thiện cũng khá là tốt. Phần sơn thì được sơn bằng máy. Đó, những cái chi tiết nhỏ ở đây là phần rìa viền xanh nè. Đó, cũng được sơn rất là đẹp, không có bị lem, không có bị coi như là hoàn thiện cũng khá là tốt. Chỉ có một cái điểm là nó rất là nhẹ. Và cái thứ hai là những cái khớp này nè. Đó, những cái chỗ mà khớp mó nói nè, tôi cảm giác nó vẫn bằng nhựa. Cái cảm giác khi mình chơi á, nó không có chắc chắn giống như là những cái khớp này của cái bản sóc á, thì nó bằng kim loại luôn nha, rất là chắc. Mà cái nhựa này nó cũng màu khác với những nhựa khác nữa. Màu nhựa này là nó bằng nhựa màu vàng, nhìn nó hơi vàng vàng ngà ngà, giống như bị bay màu. Cảm giác mình nó không có cứng cáp lắm nha. Tiếp theo là cái đuôi của Ragazord nha.
cái đuôi này thì về phần khớp thì mình thấy nó cũng sử dụng cái kiểu khớp mà âm dương á, giống y chang như là cái phiên bản sóc nha. Đó, cho nên cái đuôi của nó sẽ khá là ok. Sinh sau đẻ muộn cho nên là nó gần như là nó copy hoàn toàn của bản sóc. Đó, ghim vô thì nó đơn giản vậy thôi. Đây sẽ là cái túi phụ kiện bàn tay nha. Và thêm một cái đế. À không, cái này là cái chân. Cái chân để mà nó làm cái khiên cầm á. Mình sẽ có cái effect gắn vô cái tai bắn này nha. Đó, nó chỉ gắn vô vậy thôi là mình sẽ được cái hiệu ứng rồi. Và tất cả đây là tất cả những phụ kiện chúng ta có ở trên bàn nha, bao gồm hai con mini figure được đứng yên, cái kiểu giống như màu xanh của mấy anh lính quân đội ngày xưa. Rồi hai cái bàn tay này là khi mà mình kết hợp với con Dino Megazord đó, để mà nó gắn vào hai cái bàn tay này cầm. Rồi hai cái bàn tay thay thế của nó nè, của Ryan Zord nè, bốn cái luôn chứ, một cái là đưa đạn, một cái là chưa đưa đạn ra. Rồi và hai cái phụ kiện này là hai cái nắp để mình đóng cái con Ryan Zord lại ở cái tư thế kết hợp nha. Còn gì nữa không ta? À, còn một cái bao thơ của Hasbro gửi cho tôi nha, một cái phong bì. Nhìn giống như cái phong bì của Hasbro nhưng mà phải 15 cộng mới mở ra được coi nha. Biết cái gì mà 15 cộng, 18 cộng, 15 cộng gì. Đồ chơi thôi mà, đây, bỏ. Đây, mình sẽ có một cái tờ hướng dẫn lắp ráp. Đó, bên trong của nó kết hợp, khi mà kết hợp với lại con Ryan, con Megazord nha. Đây, Megazord thì mình đã mua rồi. Mình đã review rồi, cho nên là mình sẽ kết hợp ở phần sau của video này nha. Đầu tiên thì sẽ giới thiệu bí mật cái chỗ đựng quỷ đen của tôi nha, nằm đây nè. Quỷ đen. Rồi, ngoài hai cái con mini figure này thì chúng ta còn có thêm một cái con figure Green Ranger đang ngồi ở trong đây luôn nha. Đó, nó ghim, nó đã gắn sẵn ở trong đây rồi, mình cũng muốn tháo thì cũng không có tháo ra được đâu. Tuy là Hasbro nắm bản quyền của Power Ranger nhưng mà cái dòng mà Lightning Collection á, cái dòng figure 6 inch á, là họ đã khai tử cái dòng đó rồi, họ không còn sản xuất cái dòng đó nữa. Nhưng mà cái dòng này á, cái dòng giáp Zord này á, tuy là tôi chê hơi nhiều nhưng mà tôi cũng hy vọng là Hasbro sẽ đi cái dòng này nó dài hơn. Bởi vì cái fan mà chơi những cái con robot á, hay là những con Zord này nè, thì cái fan nó đa phần nó sẽ nhiều hơn là cái fan chơi figure nha. Rồi phần khớp ở phần đầu nè, mình sẽ mở nó ra đó, ở trong nè. Nó sẽ có cái phần này để mà mình đóng nó xuống nè. Đó, mình đẩy sát nó xuống luôn nha. Thì khi mà mình đẩy sát ở dưới á, thì cái phần đầu mặt trước nó sẽ hiện lên cái phần mặt, nhưng mà mình phải tháo cái này ra. Thì khi mà mình thả nó xuống á, mình đóng cái này xuống nè, mình đóng cái phần sau xuống thì cái mặt nó sẽ tự động lộ ra cái phiên bản lúc mà kết hợp với con Megazord nha. Đó, cái mặt này của nó thì trông cũng khá là đẹp, cũng khá là chuẩn chứ không có đến nỗi mà phải chê gì nhiều. Thì cái phần này mình thấy khá là nhẹ nhàng và nó cũng chắc chứ nó không có dễ gãy giống như cái phiên bản sóc nha. Phiên bản sóc mà mình mở ra vậy nè, thì cái lỗi của nó là cái chỗ cái phần khớp này nè, nó nặng quá, hai bên phần thân này nó khá là nặng cho nên nó dễ bị gãy cái chỗ này. Còn con này thì mình mở ra mới vô thoải mái nè. Đó, có dứt ở dưới và thân kim loại ở đây, nó chỉ có duy nhất những cái phần này bằng kim loại thôi. Cái cánh tay của nó cũng được làm bằng phần chốt kim loại luôn nha. Rồi cái phần này á thì nó cũng là cái chốt kim loại nè, nó được đóng bằng cái đinh tán giống như vậy nha. Đó, hai bên này. Còn hai bên này sẽ là cái chốt âm dương để mà nó nối lại với lại bên này, kết hợp đây. Thì cái chốt, những cái chốt âm dương mà của nhựa Hasbro này nè thì mọi người chắc cũng hạn chế gắn ra gắn vào bởi vì nó dễ bị nứt lắm. Hasbro Made in Việt Nam của mình nha, sản xuất nhà máy Hasbro tại Hải Phòng. Mở cái phần chân bên trong ra nè, đó thì mình sẽ thấy được cái kết cấu bên trong nó rỗng và nó nhìn nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà được cái phần chân này nó có khớp ngầm này nha. Đó, nó có khớp ngầm. Nó mô phỏng giống Bandai để mà kết hợp thành cái cây thương này của cái dạng rồng nè, cái dạng rồng và Megazord này thì mình chỉ cần tháo cái này ra thôi nha. Rồi mình gắn vô. Đó,
thầy, giống như cái máy quay phim vậy. Máy quay phim cổ vậy đó. Rồi cái đuôi nè, cái đuôi này thì mình gắn vô như vậy thì nó dài lắm, nó dài lắm, thì ở mình chỉ cần tháo nó ra ba đốt thôi, ba đốt đầu tiên thôi nè, nó tháo ra ba đốt, 1, 2, 3. Tôi bứt ra cái tôi thấy nhựa gì nó văng theo. Rồi chỉ cần hai đốt như thế này gắn vào là chúng ta sẽ được một cái vũ khí cây thương kết hợp với con rồng nha. Đó, như thế này rất là đơn giản. Thêm một cái lưu ý nữa là cái phần mặt trưng này nè, mình sẽ đẩy nó ở trên những cái mặt như thế này ha, đừng có đẩy trực tiếp lại những cái mặt cứng, những cái mặt bàn cứng, bởi vì nó sẽ dễ bị bong tróc những cái phần sơn này nha. Những cái phần sơn này coi vậy thôi chứ nó mong manh, dễ vỡ lắm, dễ bong tróc lắm, cho nên là chơi cái con này mình sẽ cẩn thận giống như đồ thủy tinh vậy đó. Và phần sau tôi sẽ kết hợp với con Pegasus ở nhà để biến thành cái dạng hợp thể này nha, hai dạng hợp thể này nha. Nãy giờ ông chơi tôi nhiều rồi đó nha ông Hoa con, giờ ông muốn sao? Tốt thì khen, còn xấu thì chơi nha. Muốn giữ tôi ở lại chơi hay là muốn bỏ? Xấu thì bỏ nha. Chạy nó đi. Chia sẻ thêm về cái con thứ hai này nha. Cái con đầu tiên á thì tôi đặt vào thời điểm đầu tiên là lúc đó chỉ có ở thị trường Malaysia mới có thôi, và nó là cái đợt phát hành đầu tiên luôn. Tôi muốn đem về đây ở Việt Nam và tôi là con người đầu tiên. Nhưng mà lúc đó thì khi mà cái bạn mà ship hàng Mã Lai Việt Nam đó thì họ ship sao tôi không biết, mà hàng của tôi nó bị mất nha. Video này tôi không muốn truyền năng lượng tiêu cực hay là tôi không muốn bóc phốt ai, nhưng mà thật sự đó là sự thật, và tôi đã mất một cái lô hàng đó cũng khá là nhiều con. Tôi đặt về tôi sưu tập thôi chứ cũng không có buôn bán gì cả, nhưng mà thật sự mất rất là tiếc. Cho nên là tôi đã mua cái con này về vào năm sau 2023, chứ đúng ra cái năm 2022 là tôi đã có con này rồi, năm 2023 mới mua về. Và giận, thật sự rất là giận, rất là tức luôn, cho nên đến hôm nay mới vui vẻ lại, mới mở nó ra. Cho nên đó là hai kỷ niệm, vừa kỷ niệm vui và vừa kỷ niệm buồn của tôi đó nha. Bây giờ sẽ là phần khảo sát ý kiến của các bạn nha. Về con Dragonzord này đó thì tôi có nhiều phiên bản lắm, ví dụ như phiên bản SMB nè, chưa có khui chưa ráp nè, rồi phiên bản Legacy màu xanh nè, chưa ráp luôn nè, phiên bản Legacy màu đen chưa ráp luôn nè, rồi phiên bản DS 19.2 cũng chưa review luôn nè. Đó, phiên bản này thì tôi đã mở rồi. Mọi người muốn tôi review cái phiên bản tiếp theo là phiên bản nào thì comment phía dưới cho tôi biết nha. Và về cái phần mà cái thanh Dragon Dagger này đó thì đây là phiên bản cổ nhất năm 1992, nó hơi ngắn, cái cây này, cái lưỡi này nó hơi ngắn luôn nha. Còn cái phiên bản mà bằng kim loại đó, cầm nặng của Nhật á, có cái đế luôn. Mọi người có muốn tôi review về cái cây sáo đó không? Cái phiên bản sáo mà của Hasbro á, có tiếng nhiều đó, thì tôi cũng đã review rồi. Mọi người muốn video tiếp theo tôi sẽ review sản phẩm nào? Mọi người cứ comment phía dưới cho tôi biết nha. Mời mọi người like video này và subscribe cho kênh của tôi để xem những video về siêu nhân mà tôi review tiếp theo nha.